Xin chào các bác, chào mừng các bác đã xuất được câu ra khánh ngọt nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 12, em lại tiếp tục lên bác một lô hộp đựng mồi câu cá các nhé, đầy đủ các loại size luôn. Thì trước khi mà giới thiệu, em lại giới thiệu qua số điện thoại em là 0878690999, em đã ghim trên góc màn hình. Bác nào mình mua hàng thì lại trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo nhé. Em báo giá trong video để cho gồm phí ship mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000, ship code toàn quốc có kiểm tra hàng chưa hình đóng giúp em. Giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng mã một. Mã đầu tiên giới thiệu bác là hộp đựng mồi như này nhé, hộp đựng mồi mê hô các nhé. Đây size sẽ size lớn nhé, đây hộp này sẽ là size lớn nhé. Hộp này em quay hai kích thước, một là kích thước hộp mỏng này, hai kích thước hộp dày này. Đây đọc ra hộp dày trước nhé, hộp dày thì có mã là 3020ND. đây hộp mê hô các nhé, hộp mê hô nhé, sản xuất ở Japan hết nhé, Japan nhé. Cơ hộp này có kích thước là 255 x 190 x 40 mm các nhé. Đây hộp dạng này, bên trong rất là nhiều ngăn các nhé, khóa rất ok luôn. Đây bên trong rất nhiều ngăn như này nhé, đó có để mồi thoải mái luôn. Đây đó, khóa này. Và tiếp tục một hộp này nữa, cái hộp này nó cùng kích thước cả hộp dưới thôi, nhưng mà có cái được cái độ dày nó sẽ thấp hơn các nhé. Cái này cho con đựng nháy hơi này, hộp này đựng nháy hơi nhé, đựng mới có mồi mỏng nhé, nó ok nhé. Đó, hộp đen nhé. Hộp này mã số 1 thì em có hai size như này, có thập cẩm các loại hộp như này nhé, có hộp thang ngăn dọc, hộp ngăn ngang các nhé. Đó thì em cứ mã số 1 đi, mã số 1 sẽ để với giá là 150.000 một hộp dạng này nhé, 150.000 một hộp này nhé, mã số 1. Rồi tiếp tục mã số 2 giới thiệu bác một dạng hộp như này. Dạng hộp này nhé, hộp này sẽ của Mỹ thôi nhé, Mỹ sản xuất nhé. Đây Penan này, đây Penan này, Penan này. Đó hộp này sẽ của Mỹ sản xuất thôi nhé, nhựa Mỹ nhé. Đây Made in USA này, Made in USA nhé, nhựa Mỹ nhé. Hộp này cho có đựng mồi thoải mái, đựng phụ kiện thoải mái nhé. Đây nó cũng chia từng ngăn một thôi nhé, chưa từng ngăn một nhé. Đó thì em có hai size, từ từ em sẽ đọc các bác nhé. Đây tiếp theo một hộp này sẽ hộp size lớn như này, đó cũng rất là nhiều ngăn luôn, chưa từng ngăn một các bác nhé. Đó ô một, các bác đựng mồi thoải mái luôn. Rồi em sẽ đo các bác này, hộp số 2 hộp này thì em có mấy loại các nhé, cứ đo tạm cho nó xem xem nhau mà. Đây kích thước rồi này, kích thước sẽ là 36 này, 36 này nhân 22 này, ba sáu nhân hai hai nhân năm nhé. Đấy là hộp kích thước to nhé, còn kích thước nhỏ sẽ là 28 này nhân 18 này, cái này chắc nhân 5 cm rồi, nhân 4.5 cm nhé, nhân 4.5 nhé. Đó thì có hai kích thước như vậy, thì là mã số 2 sẽ để có giá là 140.000 một hộp này nhé, mã số 2 140.000 một hộp nhé, nhựa cực kỳ chắc chắn luôn nhé. Mã số 3 em có một cái hộp mê hô đen như này, nhựa sẽ nhựa đen nhé, mê hô này Vansuit này. Đây đó mã sẽ là 3043 nhé, 3043 này. Đây Meho sản xuất ở Nhật Bản, Japan nhé. Hộp này thì có kích thước là 356 x 230 x 82 thôi nhé. Đó đây hộp này thì nó chỉ có một ngăn thôi, hộp này cho các bộ phụ kiện. Đây có được hộp kiện thoải mái nhé, nhựa cực kỳ chắc chắn nhé, bản này cực kỳ chắc chắn ngon lành nhé. Đây hộp sẽ dạng như này, đây coi nhé. Đó thì là mã số 3 này em có hai size, size thứ nhất trong hộp này. Và tiếp theo có một hộp dạng như này nhé, hộp này sẽ là hộp mới nhé. Đây, hộp này sẽ hộp mới nhé, dạng như này nhé. Đó, mới tinh luôn, chúng ta sử dụng. Hộp này thì là nó không kích thước đây, nhưng kích thước nó khá là to. Đó, thì em đo luôn các bạn nhé. Đây, hộp này. Hộp này sẽ nhân 40 này, 40 này nhân cả 29 này, 40 x 29 này, và cái này nhân trong 7-8 phân nhân 8 coi nhé, 40 x 29 x 8 coi nhé. Đấy hộp như này thì hộp này sẽ là mã số 3, mã số 3 để có giá là 170.000 nhé, 170.000 hộp này nhé. Đó 170.000 cùng hộp kia luôn. Rồi tiếp tục mã số 4
Mã số 4 giới thiệu bác cái hộp dạng như này. Hộp dạng sách như này nhé. Dạng sách như này nhé. Đó, dạng sách này. Dán sở tích các kiểu đây mọi người. Này. Hộp cái dạng như này thôi nhé. Hộp này một hộp có sản xuất ở Japan thôi nhé. Made in Japan này. Hộp này kích thước là 283 nhân 200 nhân 178. Đó, sản xuất Japan thôi nhé. Đây. Nhựa sẽ nhựa đen này nhé. Hộp này sẽ có cái sách như này. Đây, sẽ bật vào trong nhé. Đây. Bản này nó sẽ cái cài khóa này, nó bật lên này. Đó, bẩy ra nhé. Bên trong hộp này sẽ hộp trống không thôi nhé. Hộp cho hộp trống không nhé, không có ngăn cái gì nhé. Có duy nhất ngăn thôi, cho quá được. Phụ kiện thoải mái luôn. Đó, mã số 4. Hộp dạng này nhé. Mã số 4 sẽ để cái giá là 180 ngàn hộp này nhé. Mã số 4, 180 ngàn. Đây, sách thì thoải mái. Thôi. Mã số 5 em giới thiệu bác một cái hộp Mihu. Cũng hộp kiểu hộp sách này nhé. Hộp sách dạng như này. Sách như này nhé. Hộp này khá là nhỏ gọn. Hộp Mihu thôi nhé. Mihu ven suốt này. Đây. Hộp này có mã là VS7010. Hộp này thì có thông số đây, thông số đây. 284 nhân 180 nhân 112 mini thôi nhé. Đây, hộp dạng này. Hộp này cực kỳ hay luôn. Hộp này có duy nhất một cái nhá. Duy nhất một cái thì em sẽ để cho cái giá 300 ngàn thôi. Đây. Đấy, hộp này dạng ngăn như này coi nhá. Đấy, có bản lề ngăn này nhá. Cực kỳ hay luôn, nhựa cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Đây này, em còn mấy cái thanh để chia này, vẫn còn đây thôi nhá. Cực kỳ hay luôn. Đây. Đó, hộp dùng này cũng úp vào. Đó. Đây, hộp dạng này coi nhá. Resut Mihu, Mihu. Mã số 5 này sẽ để vào giá là 300 ngàn. Mã số 5 300 ngàn một hộp dạng này nhá. Rồi tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là có Mihu tiếp theo. Hộp này kích thước sẽ to hơn một kia nhé. Hộp này sẽ kích thước to hơn một kia nhé. Đây, cũng Mihu nhé. Mihu Winner DX. Đây. Nó sẽ dạng như này thôi nhé. Dạng như này nhé. Đó, tay sách hai tay luôn. Hộp này thì nó không in thông số. Nó chỉ in mỗi Mihu thôi. Không in thông số các bạn. Hộp này sẽ đo cho bác trước nhé. Đo rồi chứ. Đo xong vào bên trong. Hộp này sẽ là 30 thôi nhé. 30 nhé. 30 này. 30 nhân 17. Và nhân 15 thôi nhé. 30 nhân 17 nhân 15. Đó, rồi em mở bên trong luôn cho các bạn này. Đây, bên trong sẽ có ngăn dạng này nhé. Đây, đầu tiên sẽ có muốn khay như này trên. Và dưới này sẽ có muốn khay như này thôi nhé. Đó, nó có 3 ngăn. 3 ngăn. 2 khay. Có dạng như này. Bên trong còn rất đẹp thôi nhé. Nhựa xanh bên trong còn đẹp này. Khay này còn rất là đẹp thôi nhé. Khay còn rất là đẹp nhé. Đó, khay này chúng ta đè lên dạng như này. Đấy, như này thôi nhé. Có một hộp Mihu. Hộp này mã số 6. Mã số 6 hộp này em để cái giá là 300 ngàn nhé. Mã số 7 nhé. Mã số 7 cho cái dạng hộp như này. Đây. Đầu tiên thì em có hai dạng hộp. Hộp đầu tiên sẽ dạng như này thôi nhé. Và hộp thứ hai sẽ dạng như này. Đây này, đây em chỉ này. Đó. Nó đánh cùng mã số 7 luôn. Đây. Đầu tiên giới thiệu có một cái hộp kiểu dạng này. Hộp này sẽ không có vách ngăn coi nhé. Cũng là hộp Mihu thôi. Hộp Mihu, hộp đời cao coi nhé. Sẽ là lớp kính trên này, sẽ là nhựa kính trong coi nhé. Đây. Đi thông số các kiểu này. Hộp này có thông số là 210 nhân 145 nhân 40 mini coi nhé. Đây. Như ABS ấy, như ABS ấy. Đây. Con này bên trong sẽ có một ngăn này không, sẽ không vách đâu nhé. Hộp này sẽ có đựng phụ kiện hoặc là mồi, con mồi to, mồi lớn để đựng hộp này nó ghê này. Rồi tiếp tục dạng này. Dạng hộp này sẽ hộp vách ngăn khác nhé. Vách ngăn chia ngăn như này, vách ngăn chia ngăn này. Đó, cũng là của Mihu thôi nhé. Thông số cũng 205 x 145 x 40 thôi nhé. Đó đây. Hộp này em có hai loại. Một loại sẽ hộp mỏng này cho có đựng nháy hơi này. Rồi hộp to sẽ đựng mồi to nhé. Hộp dày đựng mồi to nhé. Đó, hai thông số như này. Đó, như nhau cả không? Chỉ hộp dày hộp ngắn thôi nhé. Rồi tiếp tục, vẫn là mã số 7. Mã số 7 đến loại khác nhé. Loại khác đây, loại sẽ là thân dài hơn một chút nữa nhé. Loại sẽ thân dài nhé. Loại này sẽ là thông số 233 x 127 x 34 mini. Cũng là nhựa bài ấy. Nhựa ABS và Made in Japan thôi nhé. Đây. Có hai màu này. Bên trong cũng kiểu dạng vách ngăn như này nhé. Vách ngăn dạng này nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi các bạn. Rồi. Đây. Hộp thì cực kỳ chất lượng, rơi thoải mái không sao các bạn nhé. Như ABS cực kỳ chắc chắn nhé. Mã số 7 sẽ để có giá 120 ngàn. Có hai dạng, hộp dài và hộp ngắn thôi nhé. Rồi tiếp tục chuyển sang mã số 8.
loại xông tán đều có ba loại hộp như này. Bạn nào ưng mã nào báo em nhé. Đầu tiên giới thiệu một cái hộp vách ngăn kiểu dạng này đây, dạng như này. Hộp này cực kỳ gọn luôn, tại vì nó tất cả cái bo góc cạnh này này nó ôm sát vào cả cái những cái vách ngăn bên trong nhé, cực kỳ gọn nhé. Đây dạng như này. Hộp cũng là hộp Meo thôi nhé, hộp Meo như ABS đây. Sẽ mở bác này, hộp này sẽ mở kiểu dạng dọc này, dạng dọc này. Tổng cộng sẽ có 10 ngăn, hộp này cho đựng mùi lớn thoải mái nhé, đựng mùi lớn thoải mái nhé. Rồi, con này sẽ đo thông số cho bác trước. Hộp này sẽ là 20 bác nhé, 20 này. Nhân 14,5 này. Và nhân 4,5 cm lắm nhé. Nhân 4,5 cm nhé. Đó. 20. 20 này. Nhân 14,5 này, nhân 4,5 cm lắm nhé. Đây là một cái hộp kiểu dạng như này. Hộp này là hộp Meo hết đấy nhé. Đây là Meo hết đấy nhé. Meo in đây nhé. Đó, hộp nhựa ABS xịn luôn. Nó hộp này. Rồi tiếp tục mẫu 2. Mẫu 2 sẽ giới thiệu bác một hộp dạng này. Hộp này không nhầm của Mỹ quá nhé. À, của Nhật quá nhé. Hộp này kiểu dạng hộp đựng mồi thôi. Đây, nó sẽ vách ngăn nhỏ như này. Vách ngăn nhỏ như này thôi nhé. Đây, cực kỳ nhiều vách luôn. Có đựng mồi thoải mái nhé. Đây, dạng này. Hộp thì còn rất là mới, nhựa như ABS. Cực kỳ chắc chắn. Hộp này em sẽ đo thông số được bác này. Hộp này cũng là 20 nhé. 20 này, nhân 14,5 này. Và nhân 4 cm thôi nhé. Đó, đây, một dạng hộp này nữa. Mã cũng là mã số 8. Rồi tiếp tục hộp cuối cùng. Hộp mã tiếp theo, hộp tiếp theo này em sẽ dạng hộp này. Hộp này có 12, 4, 6, có 12 ngăn thôi nhé. Có 10 ngăn to và 2 ngăn nhỏ. Đây, em sẽ mở qua. Hộp cũng là hộp Meo thôi nhé. Hộp Meo nhé. Đây, in Meo ra bàn đây. Đó, như ABS thôi nhé. ABS đây. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn luôn. Hộp này cho bác đựng mồi lớn, mồi to là hộp này là vừa nhé. Hộp này là dài 20,5 nhân với cả 15 và chiều cao nó sẽ 4 cm nhé. 20 nhân với cả bao nhiêu nhỉ? Quên mất rồi. 20 nhân cả 15 này. Nhân cả 4,5 thôi nhé. Đây. Hộp này sẽ mã số 8, mã số 8 thì để có giá là 120.000, có 3 loại hộp, bác chọn mã nào chọn nhé. Rồi tiếp tục mã số 9. Đây sẽ lựa cho bác vài trong cái ăn nhé. Đây. Số 9 là số toàn hộp không ạ, hộp không có vách ấy. Đây. Có duy nhất một cái vách thì cũng giới thiệu bác nhé. Có duy nhất một cái vách như này, cũng là hộp Meo nhé. Tất cả đều hộp Meo nhé. Hộp này sẽ in logo của Ima này, nhưng của Meo sản xuất hết các bác nhé. Made in Japan này, dạng như này. Nó cực kỳ đẹp luôn. Đầu tiên giới thiệu bác cái hộp này. Hộp này sẽ chỉ có một ngăn to thôi, cho bác đựng phụ kiện. Phụ kiện hoặc là những con mồi lớn nó quẳng đây là xong luôn, ok nhé. Đó, hộp này sẽ in của hãng Ima này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo, hộp tiếp theo. Hộp này thì sẽ chưa nhiều ngăn. Chia tổng cộng sẽ có 5 ngăn thôi nhé, 5 ngăn dọc này, 5 ngăn dọc này. Đó, nhựa sẽ nhựa đen nhé, nhựa ABS cực kỳ chắc chắn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chắc chắn nhé. Rồi em sẽ đo thông số cho bác. Đây, hôm nay chiều dài nó sẽ là 21,5 này, nhân cả 11 này và nhân 4,5 cm các bác nhé. Đó. Hôm nay mã số 9, mã số 9 sẽ để có giá là 60.000. 60.000 thì em có hai size. 60.000 có cả loại size bé này luôn các bác nhé. Đây, hộp này ngăn này. Đây. Hộp chia vách ngăn này. 60.000 thì có hai size. Đây. Size sẽ bé hơn một chút thôi nhé. Vách ngăn còn mới nguyên chưa cắt các nhé. Đó, hộp mới nguyên nhé. Đây, và hộp này hộp sẽ hộp không vách ngăn, hộp chỉ có hộp trơn này thôi cho được phụ kiện hoặc là cứ thứ vất vào là sao. Mã sẽ là mã VS906 đây, như này các nhé, size N, size N 7 inch các nhé. Tôi sẽ đọc thông số các luôn. Đây, thông số này là hộp Meo này, như ABS này. Hộp này thông số sẽ là 186 x 103 x 34 mm các nhé. Như ABS nhé, đó. Mã số này, mã số 9. Mã số 9 sẽ đánh giá là 60.000. Đúng rồi, mã số 9 60.000. Rồi tiếp tục, em chuyển sang mã số 10. Mã số 10 em có hai dạng hộp như này.
hai chậu hộp như này có nhá. Đó, hai chậu hộp này nhá. Thứ nhất giới thiệu hộp dạng này. Hộp này có 1 2 3 4 5 6 7 ngăn. 7 ngăn như này nhá. Đó, 7 ngăn không? Rồi, nhựa rất chắc chắn rồi nhá. Nhựa cực kỳ chắc chắn các nhá. Cực kỳ chắc chắn nhá. Hộp này cho bác nào đựng mồi nhỏ nhỏ ấy, thì đựng vào đây là ok nhá. Đây, dạng này. Và tiếp theo dạng thứ hai trong một dạng hộp như này. Hộp này có 1 2 3 4 5 6 7. Tổng cộng nó là 14 ngăn thôi nhá. 14 ngăn nhá. Hộp này đựng cho bác đựng mồi vừa vừa thôi, đựng to quá không đựng được. Đây. Nó sẽ chia vách ngăn như này. Chia vách ngăn như này nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ nhỏ gọn nhá. Những hộp này nhỏ gọn cực luôn. Đó, đây. Sẽ có hai bên như này. Hai bên như này nhá. Đó, mã số 10. Mã số 10 dạng như này có nhá. Hộp dạng này. Em sẽ đo, còn đo nhỉ? Sẽ đo quá luôn nhá. Này. Hộp này sẽ là 19 này. Nhân với cả 8,5 này. Nhân với cả 3 này. Đó, đây. Một hộp như này có nhá. Mã số 10 để có giá là 60.000. Rồi tiếp tục mã số 11. Mã số 11 thì giới thiệu bác một dạng size bé hơn một chút nữa. Đây, size bé hơn một chút nhá. Nó có 3 kiểu hộp, 3 dạng, 3 mẫu nhá. Đây, sẽ hộp trơn này, hộp này đựng phụ kiện này. Rồi hộp này nhiều ngăn chia cho bác đựng mồi nhỏ này. Đây, như này. Đó, nhiều ngăn chia mồi nhỏ nhá. Rồi tiếp tục một hộp thì sẽ chia dạng ô như này. Có 5 ô như này nhá. Cho đựng mồi vừa vừa. Đó, hợp lý quá. Đây, hộp này sẽ là size M nhá. Size M 6 inch. 6 inch, cùng giống nhau hết nhá. Rồi sẽ đọc thông số qua cho bác một chút. Đây, hộp này thì là nó có thông số là đâu nhỉ? 161 x 91 x 31 coi nhá. Như ABS, sản xuất Japan nhé. Đây, mã số 5, để giá 50.000. À quên, mã số 5 giới thiệu bác một loại hộp nữa. Hộp dạng như này. Hộp dạng như này nhá. Hộp lại của mê hô thôi nhá. Hộp sẽ chỉ có một ngăn to thôi, một ngăn duy nhất cho đựng phụ kiện nhé. Còn đựng mồi, thoải mái thôi nhá. Mã số 11. 11 để giá 50.000. Rồi tiếp tục mã số 12. Mã số 12 giới thiệu bác đây. Hộp dạng này, hộp bé bé nhé. Hộp này sẽ size bé hơn một chút nữa. Đây, hộp này sẽ nhiều ngăn này. Nó có 2, 4, 5, 6 ngăn như này nhé. 6 ngăn. Hoặc dạng ngăn như này. Đó. Dạng này thôi, nó bé bé thì em chả đo cho bác. Nó chỉ như trong lòng bàn tay này. Đó, đây quá nhé. Nó bé bé thôi. Chỉ có mấy dạng hộp thôi. Bác chọn hộp nào thì bác báo lại cho em nhé. Này, nhiều ngăn hay ít ngăn, còn là không ngăn nào cũng có bác nhé. Mã số 12 này sẽ để có giá là 40.000. 40.000 mã số 12 nhé. Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 giới thiệu bác một cái hộp này, hộp đầy cao này nhé. Hộp đầy cao nhé, hộp này cho bác nào để sưu tầm mồi hoặc là bác nào thích đẹp hoặc là nhẹ nhàng dùng hộp này nhé. Đây, một cái hộp mê hô của Vensearch. Đây, chỗ này bẩn này. Hơi sức nhẹo ạ. Này. Đây, hộp sẽ trong suốt từ bên kia sang bên này nhé. Vensearch này. Này, hộp mê hô quá nhé. Đây, hộp này thì có thể kháng chống nước quá nhé. Này. Đó, cực kỳ ấy luôn. Hộp này sẽ có 2 ngăn và trên này sẽ có 1 ngăn thôi nhé. Ở dưới này có 1 ngăn. Đây. Hộp mê hô đâu nhỉ? In mê hô đâu nhỉ? Đây. Mê hô đây quá nhé. Mê hô nhé. Hộp này cho bạn nào thích đẹp đẽ thì dùng hộp này. Đó, đây. Cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn nhé. Nó sẽ có 2 mặt này. 2 mặt này nhé. Đó. Tất cả hộp này bên trong này sẽ có một dòng cao su nhé, dòng cao su chống nước nhé, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất lượng luôn, dạng hộp như này luôn nhé. Hôm nay mã số 13 sẽ đổi giá 130.000, em có duy nhất 2 cái thôi, bao nhanh tay nhé. Hộp số 13 130.000. Rồi tiếp tục mã số 14. Mã số 14 giới thiệu bác một hộp này, cũng bằng size hộp mã số 13 nhé, em có 4 cái hộp cùng size giống nhau, đây, mã số 14 này. Mã số 14 cũng là một cái hộp mê hô thôi nhé. Một cái hộp mê hô nhé. Hộp này cho nó đựng, chắc đựng mùi thiều này. Mùi cốc của này nhé. Gài gài vào đây này. Nó có tấm xốp sẵn rồi. Cứ thế bác gài mùi lên là ok nhé. Nó có 2 ngăn bên như này. Hai mặt như này nhé. Còn rất là đẹp luôn nhé. Còn rất đẹp nhé. Thông số thì thôi em đo luôn cho bác. Đo chung. Đang tính không đo. Đây. Nó sẽ là 17 thôi nhé. 17 này. 17 x 10 10 thôi nhá, 17 x 10. Và chiều cao nó sẽ là 4 cm thôi nhá. Đấy. 17 x 10 x 4. Thì cái hộp dưới này cũng vậy thôi nhá, cái hộp này cũng vậy nhá. Nó giống như nhau. Hộp này cũng thế, hộp này cho bác đựng mồi cua suối này, mồi nhỏ này. Đây, màu cho màu trắng nhá. Cũng là hộp mê hô nhá. Đó, rất là nhiều ngăn vách luôn.
Bên này còn nhiều thanh chia ngăn vách này, đấy dạng này các nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đó, hộp này cực kỳ nhẹ luôn. Hộp này thông số cũng giống xì hộp 14 thôi, cũng là 17 x 10, 17 x 10 và x 4 các nhá. Đây, đó, hộp này mã số 15, mã số 15 sẽ để với giá 100.000 nhé. Mã số 14 và 15 đều 100.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 16. Mã số 16 giới thiệu bác một hộp này là một hộp của Olympic, ủng hộ Olympic nhé, là logo Olympic này. Hộp này cực kỳ chắc chắn luôn, hộp này cho đựng nháy hơi thì tuyệt vời luôn nhé, đựng nháy hơi tuyệt vời nhé. Đây, bên trong sẽ dạng này, nó có 1, 2, 3, 4, 5 ngăn này. Bên này sẽ có 5 ngăn ngang này nhé, 5 ngăn ngang nhé. Đây, rồi tiếp tục sang bên này, bên này in logo, in chữ này. Bên này thì nó có 1, 2, 3 ngăn này. Thì à, cũng có giới thiệu rồi. Đây nhé, hộp này đấy nhé, cũng có 5 ngăn, 2 ngăn to và 3 ngăn nhỏ này. Nhưng mà em thấy người ta cắt rồi nhưng thôi cũng được. Đó thì thành 3 ngăn to này, có đựng mùi to ấy nhé. À, dạng như này, hộp Olympic. Hộp này thông số thì nó cũng ngang ngang hộp kia thôi. Mình sẽ đo nó lắm rồi. Hộp này sẽ là 17 này. Cũng 10 này. Còn hộp này sẽ dày một chút. À, cũng thế ạ, cũng 4cm. 17 x 10 x 4 thôi nhé. Mã số 16, 16 để vào giá là 100.000. Rồi tiếp tục mã số 17. Mã số 17 sẽ để cho bác một combo. Cái này sẽ là combo, em không đo nhé. Đầu tiên một cái hộp trơn này. Một cái hộp này sẽ là dạng như này các nhé. Đó, một hộp thẳng tưng này, hộp nhỏ các nhé. Hộp này thì nó khoảng tầm 17-18 x 5 phân. Đây, dạng như này. Rồi tiếp theo này, tiếp theo một hộp dạng này. Đây, một hộp nó có tổng cộng có 2-4 ngăn như này các nhé. 2-4 ngăn này nhé. Đó đây, đó dạng này. Rồi tiếp theo, rồi từ em để xuống không rơi. Đây, tiếp theo một hộp này rất nhiều ngăn như này các nhé. Cái này em bán combo rồi. Đây, tiếp theo một hộp rất nhiều ngăn như này nhé. Đó, có 1, 2, 3, 4 3, 4, 12, 14, 15 ngăn các nhé. 15 ngăn nhé. Đó, 12 ngăn nhỏ và 3 ngăn to như này. Rồi tiếp theo một cái hộp mê hô cuối cùng. Đây, hộp này gói luôn, nó khác thước nhẹ. Một hộp luôn combo bán nó hết. Đây, hộp này sẽ có 5 ngăn dạng dài như này nhé. Hộp dẫn hộp mê hô luôn. Hộp mê hô giật bán luôn các nhé. Thì là combo này sẽ có 4 hộp. 4 hộp thì em sẽ để vào giá là combo mã số 12, để vào giá là 150.000 nhé. 150.000 mã số 12 nhé. Alo, xin lỗi các bác. Combo mã số 17 150.000. Combo mã 17 150.000 nhé. Xin lỗi các bác, nói lộ. Tiếp tục mã số 18. Mã số 18 là combo 3 hộp như này. 3 hộp này nhé. Hộp đầu tiên sẽ dạng như này. Đây, cũng là hộp Miho nhé. Hộp Miho ra ban luôn này. Hộp dẫn hộp trơn nhé, cho điện phụ kiện. Rồi tiếp tục em có một hộp trơn tiếp, một hộp không có ngăn vách gì nhé. Chỉ hộp không thôi. Đó, hộp này cũng hơi dày đấy. Rồi tiếp tục một hộp này sẽ 3 ngăn như này. 3 ngăn dạng này nhé. Đó, combo là mã số 18 sẽ đều giá 120.000 3 hộp nhé. Rồi tiếp tục combo là mã số 19. Combo mã số 19 là trong một hộp tay sách dạng này. Tay sách dạng này nhé. Đó, hộp này thì combo em sẽ có 2 hộp thôi nhé. Combo sẽ có 2 hộp. Đây, hộp đầu tiên sẽ có hộp dạng như này nhé. Cho được phụ kiện bác sách đi thoải mái nhé. Sản xuất tại Japan nhé. Rồi, sản xuất Japan các bác nhé. Rồi tiếp theo một cái hộp như này nữa. Hai hộp đều đựng phụ kiện hết các bác nhé. Hai hộp đựng phụ kiện hết các bác nhé. Đó, hai hộp này mã số 19 này sẽ để có giá là 100.000. Rồi tiếp tục mã số 20. Mã số 20 sẽ có hai hộp dạng này. Hai hộp dạng này nhé. Một dạng nát này. Nát. Một là sản xuất Japan, hộp này cực kỳ dày các bác nhé. Hộp này nhựa nó hơi dẻo một chút này. Hơi dẻo một chút nhé. Đó, có dạng hộp to này nhé, cho được phụ kiện. Và một hộp to này nhé, một hộp Bernet này. Hộp này của Mỹ luôn nhé, sản xuất tại Mỹ này. Hộp này vì sao để dẻo bác? Vì nó bên trong nó cắt hai cái vách này. Đó, em cũng chả biết nó để làm gì cả, hay là để thông gì đó không biết. Nhưng mà có hoạt động để đồ thoải mái, không ảnh hưởng nhé. Nó cắt không ảnh hưởng nhưng mà mắt em nhìn không ưng lắm em. Nó rất rẻ. Mã số 20, hai hộp này sẽ đẩy giá 100.000. Combo mã số 20, 100.000. Rồi, tiếp tục mã số 21. Mã số 21 đến một cái hộp mê hô này. Hộp này cho được phụ kiện là hợp lý nhé. Hộp phụ kiện nhé. Hộp này cực kỳ cứng cáp luôn. Hộp này có 2 ngăn trên ngăn dưới. Đây. Đây. Đó, ở dưới nó sẽ ngăn dạng này nhé. Ngăn dạng này nhé. Rồi tiếp theo nó đậy lên sẽ là một dạng hộp ngăn như này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Hộp mê hô nhé. Hộp này sẽ size N. Size N dạng này. Sản xuất ở Japan nhé. Tên là C
ra ban này. Rồi hộp này em sẽ đo cho bác. Mỗi hộp bán lẻ sẽ đo bác cho chi tiết một chút. Đây hộp này sẽ là 26 bác nhá. 26 nhân 2 26 nhân 13 nhân 6 bác nhá. 26 nhân 13 nhân 6 bác nhá. Hộp này mã số 20. À mã số 21, mã số 21 sẽ đẩy giá là 90.000. Rồi tiếp tục mã số 22. Mã số 22 với một cái hộp này cho bác đựng trưng bày mồi nhá. Hộp trưng bày hoặc là đựng mồi tôm nhá. Đây, hộp này rất là hay này. Đấy. Cứ để như này các nhá. Các bác câu xong các có thể dắt mồi đây. Dắt mồi đây này, nhìn rõ cả con mồi luôn, nó đứng như nào nhìn rõ nhá. Đó. Có cả chỗ thoát nước đầy đủ nhá. Tổng cộng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngăn. 10 ngăn. Đấy. Các bác còn không ấy lại đậy vào như này kia. Đó đậy như này nhá, cực kỳ chắc chắn nhá. Hộp cũng là hộp Miho Nhật Bản thôi nhá, hộp Miho Nhật Bản nhá. Đây, dạng như này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi em sẽ đo luôn các bác. Video nó hơi dài. Đây, hộp này thì là thông số nó sẽ là 26 này. 26 nhân 17,5 này. Và nhân 3 thôi nhá. 26 nhân 17,5 nhân 3 thôi nhá. Đây. Hộp này số 22 là hộp cuối cùng sẽ đẩy giá là 90.000 một hộp trưng bày mồi nhá. Thì là clip này của em hơi dài nên phải tầm ba mấy phút rồi. Thì là bắt đầu ưng mã nào thì thích hộp dạng nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo để chốt hàng nhé. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo. Bye bye.